Hello anh em. Hôm nay buổi chiều hôm nay không có một tí gió nào luôn, nên là những con diều to không đem thả được các bạn ạ. Mà các bạn nhìn này, đây là con diều mình ạ. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Con diều này nó phải rơi vào 30 phân. 30. Giờ sẽ thả con diều này, không biết là có lên được không các bạn nhá. Đuôi là sẽ làm bằng đuôi ấy đấy. Đuôi vải diều đỏ đấy. Đấy, đuôi vải diều đỏ. Chỉ mình sợ thả quả chỉ này là sợ nó hơi lặng này. Nhưng mà cứ thử thả xem nhá, không biết có lên không. Có mỗi mình thôi. Không có ai. Xem nó không biết có lên được không. Giờ mình sẽ buộc nó dây nó vào xong rồi em thả thử xem nó có lên không. Cái cuộn chỉ này thì mình nghĩ là chắc là nó hơi nặng một tí. Thôi kệ cởi hết quần áo vào rồi các bạn. Chạy lúc nào nó nóng rát lên cả người luôn đấy. Bây giờ phải cởi áo ra để thì mới có chạy được con này lên. Giờ có mỗi một mình thôi nhưng mà thôi cố gắng sẽ phải cho nó lên được. Giờ tạm thời đặt máy nó đây vậy nhá. Các bạn nhìn từ xa vậy, tại vì hôm nay là các bạn nhìn thấy nhá. Cái dây này nó hơi to so với cả cái con diều các bạn ạ. Bình thường cái dây chỉ này các bạn nhìn này. Nếu mà dây chỉ bé này thì nó lên rất là dễ này, nhưng mà cái dây chỉ đấy nó to hơn. Nó to hơn nhiều, nếu mà nó so với cả cái con diều này là nó hơi bự quá. Bây giờ là đang không biết có lên được không. Ai chà. Căng à. Chả lẽ. Nhưng mà đuôi này là hơi nhẹ này các bạn ạ. Đuôi này mình phải cố gắng làm cho đuôi nó lặng thêm một tí nữa thì cái đuôi nó khi lên trên nó sẽ không bị độ vòng tròn. Ok, giờ sẽ lại đây. Đã tìm được một anh em ra để thả con diều này lên rồi các bạn nhé. Một mình không thể tài nào cho lên được. Nhưng mà con này chỉ cần tí tí gió là lên được nhỉ? Nhưng mà không biết là gió nào anh. Có phải đu không? Anh chạy này, em đâm nhá. Để anh đâm ra, anh đâm cho xong rồi bắt đầu. Gió dưới kia á? À chạy dưới kia hay dưới hay ở đây chứ? Đâm dưới này, như vừa nãy. Ok, anh đâm cho. Giờ mình sẽ đâm con nó lên nhá. Đâm như diều to này. Lúc nãy mình chạy nhưng mà nó không làm sao nó lên được. Bây giờ phải có người hỗ trợ. Không biết có lên được không? Tầm này đây chưa? Hay nữa? Ok, thế này đây. Lên được các bạn ạ. Lên được rồi đấy. Lúc nãy mình không ấy được luôn. Lên đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Ôi các bạn ơi, không lên được rồi. Ôi các bạn ơi, không lên được rồi. Quả này chắc phải để hôm nào có gió to thì đem thả cho các bạn xem thôi. Quả này chắc là thôi. Tạm dừng thôi các bạn nhé.
sẽ phải cho hôm nào gió có tí gió thôi. Hôm nay mình đem con có 30 phân ra thả nhưng mà cũng không lên được như thế này thì chắc là thôi rồi. Thôi hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé. Mọi người nhớ để lại cho anh em mình xin một đăng ký kênh và một nếu mà xem video thấy hay thì cho mình xin một like của video nhé.